Kiều Minh Tuấn mua nhà 3 tỷ cho Cát Phượng, còn đây là căn nhà mẹ đẻ đang sống ở quê. Mẹ của nam diễn viên hiện đang sống tại Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Yêu nhau 8 năm, Kiều Minh Tuấn sẵn sàng dành cho bạn gái lớn tuổi hơn mình, nghệ sĩ Cát Phượng những điều tốt đẹp nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước khi được thành công vang dội với Em Chưa 18, anh đã sẵn sàng chi tiền tỷ ra để mua nhà tặng cô. Đó là một căn chung cư có giá khoảng 3 tỷ đồng. Nam diễn viên đã đi vay ngân hàng 2 tỷ nhưng cũng sắp trả xong. Khi được hỏi có phải nhờ vào cát xê Em Chưa 18 hay không, anh trả lời rằng nhờ nhiều phim cộng lại, lúc trước đóng phim tôi có hay hùng vào chi phí sản xuất để chia doanh thu, sau này cho vui, khoảng 1% gì đó. Nhưng lúc đó tôi lo cho căn nhà nên hết tiền để góp vào phim. Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng sống hệt như một gia đình từ nhiều năm nay. Con trai riêng của Cát Phượng với chồng cũ Thái Hòa rất yêu mến Kiều Minh Tuấn. Kiều Minh Tuấn mua nhà tiền tỷ cho bạn gái, còn dưới đây chính là căn nhà mà mẹ anh đang sống tại quê nhà ở Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nam diễn viên kể chuyện mẹ tự tay gói những bọc quà để trang trí nhà dịp Tết. Tuy chỉ có thể nhìn một góc độ nhưng có thể thấy căn nhà khá đơn sơ và rộng rãi. Kiều Minh Tuấn dẫn mẹ đi xem Em Chưa 18. Nam diễn viên kể chuyện dẫn mẹ đi mua lò nướng và dàn karaoke. Chưa đến 30 tuổi, Tim và Trương Quỳnh Anh đã sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Ngoài xe tiền tỷ, biệt thự rộng rãi, học phí dành cho quý tử của họ cũng khiến nhiều người suýt xoa. Sau 7 năm yêu nhau, Tim và Trương Quỳnh Anh chia tay trong tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Tim sinh năm 1987, còn Trương Quỳnh Anh kém anh 2 tuổi. Cả hai chưa 30 tuổi nhưng đã trở thành sao Việt tên tuổi với khối tài sản lớn trong tay. Chặng đường Tim và Trương Quỳnh Anh đến với nhau trải qua không ít gian nan. Cho đến khi cả hai đã nên duyên vợ chồng, gia đình Trương Quỳnh Anh vẫn chưa chấp nhận Tim. Chưa kể những dấu hiệu trước đó cho thấy chuyện tình của họ có nhiều rạn nứt. Không ít lần cặp đôi chia tay rồi quay lại bên nhau, chính Tim cũng thừa nhận anh từng có lỗi vì bận công việc, không dành thời gian quan tâm nhiều tới vợ con. Có lần Trương Quỳnh Anh còn bỏ nhà đi vì mâu thuẫn vợ chồng. Sau những lần gương vỡ lại lành, cặp đôi này vẫn cùng nhau xây đắp hạnh phúc. Họ cùng thực hiện nhiều hợp đồng quảng cáo, quay MV, đóng phim, tham gia sự kiện. Tiền cát xê từ các khoản này không hề nhỏ. Khi cả vợ và chồng đều góp mặt, con số tài chính được nhân lên gấp đôi so với sao lẻ. Nhờ đó, gia tài trong 7 năm bên nhau của vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh là cả một khối đồ sộ tiền tỷ. Tim từng tặng bà xã một căn biệt thự rộng rãi cùng xế sang màu trắng. Bản thân anh cũng sở hữu một xe hơi riêng. Khoản tiền đầu tư cho con trai đi học mẫu giáo không hề nhỏ. Bé Susie được bố mẹ cho theo học trường quốc tế có tiếng trong thành phố Hồ Chí Minh. Một năm học phí của trường cũng lên đến 90 triệu đến 100 triệu, chưa kể các chi phí phát sinh khác. Đây không phải vấn đề to tát với vợ chồng Tim Trương Quỳnh Anh, bởi thu nhập cả hai kiếm được dư sức làm điều này. Khi vấn đề ly hôn được đặt ra, tài sản chung và riêng của cặp đôi là điều được nói đến. Người ta vẫn thấy cả hai vui vẻ bên nhau, quay clip livestream giữa tâm bão, điều mà chỉ người trong cuộc mới biết được về lý do họ đưa ra những quyết định bất ngờ. Nhưng chắc chắn, giống như nhiều cặp sao Việt khác, dù đường ai nấy đi, thì tình cảm họ dành cho tình yêu là người con không hề khác biệt. Xe hơi riêng được Tim mua tặng bà xã. Trương Quỳnh Anh thường tự lái xế này đi tập gym. Tim cũng có riêng một chiếc xe hơi để tiện lợi trong công việc. Trương Quỳnh Anh trong căn hộ riêng được ông xã mua tặng. Nội thất trong căn hộ được trang trí đẹp mắt. Màu sắc trong nội thất mang tính hiện đại. Lan Ngọc bị khủng bố Facebook vì tin đồn tranh vai với Phương Trinh. Hàng loạt anti-fan sử dụng nick ảo để bày tỏ phản đối, tẩy chay Lan Ngọc sau khi tin đồn tranh vai nữ chính rộ lên. Thông tin Angela Phương Trinh rút khỏi dự án phim Mối Tình Đầu Của Tôi, phiên bản Việt hóa của SeaWorld Freddy, sau 3 tháng đồng hành quảng bá bộ phim khiến nhiều người bất ngờ. Cùng lúc này, nhà sản xuất cũng công bố dàn diễn viên của bộ phim, trong đó Ninh Dương Lan Ngọc đảm nhận vai chính. Điều này khiến tin đồn nàng cám tranh vai của bà mẹ nhí rộ lên. Dù không có bằng chứng, nhiều người vẫn khẳng định chắc chắn việc Lan Ngọc không tham gia casting phim, chen ngang vào vị trí vốn dành cho Phương Trinh. Trên Facebook của nữ diễn viên tấm cám, nhiều nick ảo của anti-fan để lại những lời bình luận kiếm nhã, tuyên bố sẽ tẩy chay Lan Ngọc cũng như Mối Tình Đầu Của Tôi sau vụ việc này. Trước tin đồn có vấn đề trong khâu tuyển chọn diễn viên, nhà sản xuất lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có chuyện giật vai.
Ngay từ đầu, Angela Phương Trinh đã được hai đạo diễn Trần Bảo Nhân và Nam Sito hướng đến vai nữ thứ, cô bạn thân xinh đẹp sang chảnh của nữ chính. Việc Angela Phương Trinh bất ngờ rút lui không phải vì Lan Ngọc chen ngang, mà vì một số điều không thỏa thuận được với ekip phim. Nhà sản xuất cũng cho biết Lan Ngọc có tham gia tuyển chọn nam chính, chứ không phải hoàn toàn vắng mặt ở các khâu PR phim như tin đồn. Đạo diễn Bảo Nhân tung bằng chứng tin nhắn cho thấy, từ hôm 23 tháng 3, trước khi họp báo công bố dự án phim một tuần, Lan Ngọc đã được chốt vai nữ chính. Trong buổi họp báo chỉ xuất hiện Phương Trinh là vì nhà sản xuất muốn giữ bí mật của bộ phim đến phút chót. Các em nhỏ ơi, các em nên lịch sự nhé. Các em chưa biết gì đừng nên hỗn hào. Các em xem ngày 30 tháng 3 công bố dự án, thì trước đó và chính thức đến ngày 23 tháng 3, diễn viên Lan Ngọc đã làm việc cùng ekip với vai An Chi là vai Hy Jin đấy. Cho nên không có chuyện như các em đang PR dùm kẻ xấu đâu em nhé. Anh nghĩ khi các em nhỏ đọc và hiểu được thông tin bên dưới thì các bạn tự hiểu mình đã đúng hay sai. Hiện tại Lan Ngọc vẫn giữ im lặng và chưa muốn lên tiếng về tin đồn này. Bị đối chất nói xấu vợ và lợi dụng lòng tốt, ông bố nuôi hai con bại não nói gì? Anh Đặng Hữu Nghị còn khiến cho nhiều phóng viên ngỡ ngàng trước lời đáp trả của anh về việc nói sai hoàn cảnh để lợi dụng lòng tốt. Mới đây, trong cuộc gặp gỡ với phóng viên một tờ báo, anh Đặng Hữu Nghị, ông bố được biết đến với hình ảnh gà trống nuôi hai con bại não, bất ngờ gặp cả vợ cũ tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị Đoàn Thị Huyền, vợ cũ anh Nghị, đã phải bắt xe từ Nha Trang vào Sài Gòn để gặp chồng với mục đích gặp anh ba mặt một lời sau khi bị anh nói xấu trên truyền hình. Trước đó, trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ, khi MC Thanh Vân hỏi về chuyện gia đình, anh Nghị buồn bã nói, vợ tôi đi năm thứ năm rồi, tôi đã nói mọi lời cho vợ lui lại để cùng nhau, chung sức nhưng người vợ, người mẹ quyết định một đường đi thẳng. Chính câu nói này đã khiến cho nhiều khán giả quay sang chỉ trích người vợ anh, khiến chị chịu bú rìu dư luận những ngày qua. Trong buổi gặp gỡ với vợ cũ, có sự xuất hiện của báo chí. Nói về chuyện này, anh Nghị đổ thừa là do báo chí, nhà sản xuất chương trình Hát Mãi Ước Mơ đưa thông tin sai. Lâu nay, tôi không nói là vợ bỏ, mà chỉ nói là vợ ly dị chồng, mà do truyền hình báo chí nêu sai, anh Nghị nói. Không chỉ vậy, khi bị phóng viên đưa bằng chứng cho thấy cách đây không lâu, anh có đẩy xe bán kẹo kéo treo tấm bảng, vợ bỏ hai con tật nguyền. Anh Nghị cho rằng đây là tựa đề của một bài báo, anh chỉ dẫn lại và cho rằng mình là người thất học nên không hiểu nhiều về nội dung. Tiếp đó, khi phóng viên đối chất với anh chuyện hoàn cảnh gia đình, anh Nghị đành đưa ra lời xin lỗi lính vợ và các mạnh thường quân. Xin trích đoạn phỏng vấn trên báo Người Lao Động dưới đây. Phóng viên, vừa qua trên một chương trình truyền hình, anh có nêu chi tiết nghèo đến mức không có tiền, mua một chiếc áo, dù trước đó anh được rất nhiều người cho tiền. Xin anh cho ý kiến về thông tin này. Anh Đặng Hữu Nghị, đúng là áo quần đi diễn là tôi không có một bộ, chỉ có áo quần lao động thôi. Những người làm trong ekip chuẩn bị ít nhất 2-3 bộ và nghĩ sẽ mướn quần áo vest. Tuy nhiên sau đó một số người trong ekip cởi áo cho tôi mặc. Phóng viên, sau khi lên truyền hình, thật sự nhiều người có góc nhìn sai lệch về vợ cũ anh. Dư luận cho rằng người phụ nữ đó nhẫn tâm bỏ con ra đi. Anh Đặng Hữu Nghị, tôi xin lỗi Mạnh Thường Quân và người vợ cũ của tôi. Chia sẻ của vợ cũ anh Đặng Hữu Nghị về hoàn cảnh gia đình. Sau khi sinh ra hai em Hữu Toàn và Hữu Tùng, cuộc sống của hai vợ chồng tôi xuất hiện nhiều vấn đề, vợ chồng nhiều lần cãi vã. Thế nhưng biết được hoàn cảnh của Hữu Toàn và Hữu Tùng, thời điểm đó có rất nhiều Mạnh Thường Quân đến giúp đỡ hai vợ chồng. Tuy nhiên tôi chỉ lo chăm con, không biết gì đến tiền bạc. Mọi sự giúp đỡ đều chuyển vào tài khoản của anh Nghị. Sau đó một thời gian thì anh Nghị có tiền để mua đất và xây nhà, vì trước đó chúng tôi ở nhờ nhà người thân. Tòa án quyết định anh Hữu Nghị nuôi Hữu Toàn, còn tôi thì nuôi Hữu Tùng, và toàn bộ tài sản đất đều là do anh Nghị đứng tên nên tôi không được chia phần nào. Sau khi ly hôn, tôi mới biết là mình đã mang thai đứa con thứ ba với anh. Tôi vào Nha Trang mướn nhà mua bán hàng rong. Thời gian đó vô cùng khó khăn khi tôi phát hiện mình bị bệnh nan y mà phải nuôi hai đứa con, nên tôi có liên hệ với anh Nghị để gửi Hữu Tùng một thời gian, rồi khi ổn định tôi sẽ nhận cháu về. Lúc đầu anh Nghị không đồng ý, nhưng họ hàng trong nhà mỗi người một lời thương tôi đàn bà con gái lại bệnh tật, nên anh mới nhận nuôi Tùng một thời gian. Tôi yên tâm làm việc, thì trên Sài Gòn anh Nghị đưa con đi bán kẹo và nói rằng tôi bỏ rơi con. Tôi thực sự rất đau khổ, thà anh nói tôi chết, để anh một mình nuôi con thì tôi còn chấp nhận. Đằng này lại nói là tôi từ bỏ con mình. Nhưng nghĩ đến việc sẽ có Mạnh Thường Quân giúp đỡ ba cha con, Hữu Toàn và Hữu Tùng sẽ có điều kiện được chăm sóc tốt hơn,
nên tôi đành cam chịu tiếng xấu. Những chi tiết hoàn toàn khác được chị Huyền chia sẻ khiến không ít người giật mình. Những ai đã hoàn toàn tin vào lời kể của anh Nghị thì có lẽ sẽ bắt đầu có những hoài nghi khi nghe lại lời chia sẻ của người vợ cũ. Chị Huyền nói rằng chị lên Sài Gòn mong gặp anh Nghị với mong muốn anh có thể nói lại sự thật đầy đủ để người đời bớt gièm pha. Mới đây, tôi còn nói với anh là tháng 4 em sẽ lên đón Tùng về rồi ba mẹ con tìm cái chùa nào xin vào ở. Làm mẹ ai lại nỡ đi bỏ con mình. Chẳng qua là lúc đó tôi khó khăn quá, còn anh thì có điều kiện hơn nên tôi mới nhờ anh giúp đỡ, chị nói.